Đây các bạn thì bên công ty của mình chuyên sản xuất các loại phụ tùng máy cài, thì các loại nhông cùi dĩa máy cài thì hôm nay thì cũng đã sản xuất thêm 4 loại máy cài Isuki, 4 loại máy cài Isuki các bạn. Thì nhông cùi dĩa Isuki là TS 2050 các bạn, TS 2810, TS 3010 và TS 3510 các bạn, 3510. Đều có tất cả nhông cùi dĩa như mình đã nói trên đó bạn. Thì ngoài ra thì còn có tất cả những cái nhông cùi dĩa như là Yanma, Kubota, Shibura, đều có tất cả những cái nhông cùi dĩa như bên đó các bạn. Đó. Thì anh em bà con nông dân nào có nhu cầu sử dụng liên lạc đến bên mình qua số điện thoại mình sẽ để ở trên phần tiêu đề các bạn.